Hello, xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục với lập trình C nhé. Chúng ta có một cái bài tập nhỏ đó là kiểm tra một cái mảng B một chiều có phải là mảng con của mảng A hay không. Chúng ta đang làm việc với mảng một chiều nhé. Như vậy thì các bạn sẽ có hai cái mảng, mảng A và mảng B. Sau đó chúng ta sẽ kiểm tra mảng B nó có phải là mảng con của mảng A hay không nhé. Bây giờ chúng ta sẽ mở Depth C lên và chúng ta bắt đầu làm thử cái bài tập này. Ok, chúng ta sẽ mở Depth C lên nè. Bây giờ trước khi làm cái bài này á thì mình sẽ đưa ra một cái ví dụ để cho các bạn dễ hiểu hơn. Ví dụ nha, mình có một cái mảng là 3 1 2 3 6 7. Sau đó mình có một cái mảng thứ hai là mảng B. Cái mảng B của mình đó là 2 3 6. Thì các bạn thấy nè, cái mảng 2 3 6 này nè, nó là một cái mảng con, một cái mảng con của cái mảng mảng ban đầu, mảng mảng A phía bên trên đó. Mục tiêu của chúng ta là như vậy đó. Chúng ta cái mảng B chúng ta tìm kiếm xem trong cái mảng A nó có một cái mảng con nào nó giống như là cái mảng B hay không, và nếu có thì chúng ta sẽ return về một cái biến là true hoặc là một cái con số là một chẳng hạn, và khi không có thì chúng ta sẽ return về về không. Ok, bây giờ chúng ta sẽ quay lại làm bài này nhé. Trong bài này thì các bạn sẽ cần có một cái thư viện là thư viện studio.h, và chúng ta sẽ có hai cái mảng là mảng A và mảng B, mảng A và mảng B nhé các bạn. Sau đó thì mình cần có hai cái biến là biến N1 và N2, thì nó đại diện cho số lượng của cái phần tử trong mảng A và số lượng phần tử trong mảng B. Ok, chúng ta có một cái hàm là hàm để nhập vào mảng, thì đây là cái hàm mà chúng ta đã viết rất là nhiều lần rồi. Nếu bạn nào là lần đầu tiên xem video clip về lập trình C của mình, các bạn có thể xem lại những cái bài trước nhé. Đây là bài thứ 49 rồi, các bạn có thể xem lại những bài trước để các bạn có được cái kiến thức về lập trình C nó vững vàng hơn nhé. Còn nếu không thì các bạn có thể click ngay xuống cái phần mô tả của video, mình để toàn bộ những cái đoạn code phía bên dưới, các bạn có thể download về và tham khảo, kể cả bài này cũng vậy. Ok, để nhập mảng thì các bạn cần phải biết được số lượng của mảng đúng không ạ? Và thứ hai là chúng ta sẽ lần lượt đi từ đầu tới cuối các phần tử của cái mảng đó chúng ta sẽ nhập vào, và khi nhập thì các bạn nhớ là chúng ta phải có dấu và nhé. Ở đây các bạn cũng lưu ý rằng trong cái hàm nhập mảng thì các bạn phải là và n, vì khi mình kết thúc cái nhập mảng này nè thì cái mảng nó sẽ bị thay đổi và cái biến và n này nó cũng sẽ thay đổi nhé. Ok, xuất mảng thì nó dễ hơn, các bạn chỉ cần biết số lượng của mảng, sau đó chúng ta đi từ đầu tới cuối, chúng ta in từng phần tử ra là xong. Chúng ta in từng phần tử ra là xong. Ở đây thì mình đang làm việc với mảng là mảng số nguyên, các bạn có thể chuyển sang mảng số thực hoặc là mảng ký tự cũng được ha. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ viết một cái hàm là hàm kiểm tra mảng con. Ok nhé, kiểm tra mảng con thì bây giờ mình sẽ có hai cái mảng, một cái mảng là mảng A nè, mảng X1 đi. Mình có một cái mảng X1 là 100 phần tử nhé. Rồi. Rồi mình có một cái mảng là mảng X2. Mảng X1 thì có số lượng là N1 nè. Rồi. Mảng X2. Rồi, mảng X2 thì có số lượng là N2 phần tử đó. Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là phải trả về một cái kết quả, đó là cái mảng X2 nó có là mảng con của X1 hay không. Thì trước hết á các bạn, chúng ta sẽ đặt ra một cái biến là kết quả bằng không nhé, kết quả bằng không, và khi kết thúc chương trình á thì chúng ta sẽ return về cái kết quả. Rồi cái phần ở giữa này là cái nơi để chúng ta xử lý nè, là nơi để chúng ta xử lý nhé. Thì bây giờ á mình và các bạn sẽ phải kiểm tra, mình và các bạn sẽ kiểm tra nhé. Nếu mà số lượng phần tử N2 nó bé hơn hoặc bằng N1 thì chúng ta mới đi xử lý. Còn nếu không á thì sao các bạn? Chúng ta sẽ không xử lý mà chúng ta return về kết quả là không luôn. Nghĩa là sai. Các bạn hiểu không ạ? Tức là một cái mảng con thì nó phải có số lượng phần tử nhỏ hơn hoặc bằng cái mảng ban đầu đúng không? Chứ nó không thể nào mà nó có cái số lượng lớn hơn được. Nếu số lượng lớn hơn là sai, thì do đó cái biến kết quả nó sẽ không được thay đổi, và chúng ta return về kết quả luôn và mặc định cái kết quả ban đầu nó sẽ là không. Ok, trong tình huống mà số lượng phần tử của cái mảng thứ hai đó nó nhỏ hơn số lượng phần tử hoặc là bằng số lượng phần tử của mảng thứ nhất thì chúng ta sẽ làm như thế nào đây? Chúng ta sẽ đi từ đầu, chúng ta sẽ cho một cái biến nhé.
biến y đi từ không nè, rồi y bé hơn, y bé hơn n, rồi y cộng cộng. Ở đây thì mình chưa tối ưu đâu, này mình sẽ phóng to cái này lên một chút cho các bạn dễ dòm. Ok, sau đó mình sẽ kiểm tra nếu mà x1 tại vị trí thứ y mà nó có giá trị bằng bằng với x2 tại vị trí thứ không, nghĩa là mình tìm ra được á, cái giá trị đầu tiên của cái mảng B mà nó bằng một cái vị trí nào đó ở trong cái mảng x1, trong cái mảng x1 đây nè, cái giá trị đầu tiên của cái mảng x2 mà nó bằng một cái vị trí nào đó trong cái mảng x1 thì mình sẽ cho một cái hàm for. For từ đây nhé các bạn, for int z. Z sẽ đi từ đâu? Z sẽ đi từ y. Z bé hơn, z nó sẽ bé hơn là, để mình xem nhé, mình sẽ đi kiểm tra nè. Ok, rồi các bạn cho z đi từ không đi các bạn, chúng ta sẽ cho z đi bằng z đi từ không nhé, z đi từ không, z bé hơn n2 và z cộng cộng. Ok, chúng ta sẽ làm như sau. Nếu nếu mà x1 tại vị trí thứ y cộng cho z mà nó khác với, nó không bằng với x2 tại vị trí thứ z thì chúng ta sẽ break luôn, break break cái dòng lặp này. Ok nhé. Mình copy cái đoạn này ra ngoài, mình copy cái đoạn này ra ngoài, mình khai báo cái đoạn này bên ngoài nhé. Ok, mình khai báo z bên ngoài đi. Rồi các bạn ở đây các bạn cho z bằng không thì cũng được nè, các bạn lưu ý giúp mình một chút xíu nha, các bạn cho khai báo z bên ngoài nha. Khi mình khai báo z bên ngoài các bạn mặc định là z bằng không, chỗ này các bạn không cần điền cũng được, không cần điền cũng được nhưng các bạn vẫn phải có dấu chấm phẩy chỗ này nhé. Rồi nghĩa là chúng ta cho cái biến z nó ra ngoài nhé. Rồi nếu mà các bạn đi từ đầu tới cuối của cái mảng x2 này, các bạn lần lượt so sánh cái phần tử tương xứng với cái phần tử trong cái mảng mà mảng x1 á, thì các bạn phải lấy là y cộng z. Ví dụ như các bạn đây nè, cái thằng này là x2, nó là x0 thì mình thấy cái vị trí đầu tiên của cái mảng x2 này nè, nó nằm ở vị trí thứ hai của cái mảng x1. Thì khi mà so sánh cái thằng này thì các bạn phải so sánh là gì các bạn? Thằng này là x2 1 thì phải bằng là x2 tại vị trí thứ hai cộng cho 1 là tại vị trí này. Đó, các bạn hiểu không ạ? À? Đây, nó chính là, chúng ta xem lại chỗ này nhé. X1 y cộng z mà không bằng x2 z thì mình sẽ break ra. Và nếu như mà mình thoát ra khỏi mình thoát ra khỏi cái chương trình mà mình có z này nè nó bằng đúng với, nếu mà z bằng bằng với n2 thì mình sẽ sửa kết quả là bằng bằng 1, nghĩa là mình tìm ra được một cái vị trí nào đó mà nó thỏa mãn điều kiện là đi từ đầu tới cuối cái mảng x2 thì tất cả những cái phần tử đó nó đều nằm trong cái mảng x1 và nó liên tiếp với nhau như thế ha, nó thành một cái mảng con như thế. Ok, thì chúng ta chỉ cần kiểm tra như thế này thôi. Còn nếu mà không có phần tử nào mà nó thỏa cái điều kiện này thì cái kết quả này nó sẽ không thay đổi nhé. Ok, bây giờ mình và các bạn sẽ thử nè. Bây giờ mình sẽ nhập nhập cái mảng A, sau đó mình sẽ nhập cái mảng B và mình sẽ xuất cái mảng B ra. Rồi, mình sẽ nhập cái mảng B và mình xuất cái mảng B nhé. Ở đây các bạn là N1 nè, N1 nè. Rồi các bạn sẽ nhập cái mảng B. Rồi đây là N2 nè. Đó, mình nhập cái mảng B xong thì mình sẽ xuất cái mảng B ra. Sau đó mình sẽ làm một cái hàm là hàm kiểm tra. Mình sẽ làm một cái hàm là hàm kiểm tra nhé. Mình sẽ có một cái biến là biến nd nt kt bằng, mình sẽ gọi cái hàm kiểm tra bên trên
Các bạn sẽ kiểm tra mảng con được không các bạn? Sau đó mình sẽ truyền qua đây là mảng A này, rồi anh là một này, mảng B và anh là hai. Ok rồi, sau đó các bạn có thể if kt bằng bằng một thì các bạn bỏ luôn cái phần bằng bằng một cũng được, if kt là xong rồi. If kt tại vì một nó cũng chính là true á các bạn, khi mà nó khác không thì cái hàm if mình nó sẽ xem cái kết quả chỗ đó nó là true. À, nếu mà kt bằng bằng một nghĩa là kt khác không thôi là cũng được. Thì chỗ này các bạn sẽ print ra một câu, đó là ra câu là mảng b là mảng con của mảng a nhé, sẽ n chỗ này. Rồi ngược lại thì mình sẽ print ra, các bạn có thể copy nguyên cái đoạn này nè, các bạn bỏ vào một cái hàm để cho các bạn gọi ngay chỗ vị trí này, nó cũng dễ đó, dễ hơn đó. Mảng b không là mảng con, còn ở đây mình không tạo mảng riêng thì mình phải viết ngay trong cái hàm main này. Rồi mình save cái bài này lại một chút, file save as bài 49 nhé. Rồi mình sẽ chạy cái bài này cho các bạn xem, sql compile run này. Xin lỗi các bạn, mình đây là N1 nhé, mình bị thiếu xíu một, sql compile run lại. Rồi như vậy chúng ta sẽ bắt đầu nhập vô cái mảng A trước. Mảng A mình có là 6 phần tử đi, 2, 4, 3, 6, 7 và 1. Ok, vậy là mình nhập xong cái mảng đầu tiên 2, 4, 3, 6, 7, 1. Bây giờ mình sẽ nhập vô cái mảng thứ hai. Mảng thứ hai mình có 8 phần tử đi. Nếu mà một cái mảng có 8 phần tử thì nó không thể là mảng con của mảng 6 phần tử được. Các bạn hiểu không ạ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thì khi mình kiểm tra đó, mình sẽ có kết quả ngay lập tức, đó là gì các bạn? Mảng B không là mảng con của mảng A. Cái tình huống này thì chúng ta đã xử lý ngay chỗ cái bước là nếu n2 bé hơn hoặc bằng n1 thì chúng ta mới đi kiểm tra tiếp. Còn ngược lại chúng ta return luôn, mà return luôn thì lúc đó là cái kết quả nó đang là không, là sai đó nhé. Ok, bây giờ mình sẽ chạy lại nè. Skill Combine Run. Rồi bây giờ mình có 5 nè. Ha. 1 4 6 2 3 đó. Bây giờ mình sẽ tiếp tục mình nhập cái mảng thứ hai, mảng này nó sẽ nhỏ hơn nha. Mình sẽ nhập cái khu này đi, 4 6 2 nha. 4 nè, 6 nè, 2 thì rõ ràng cái mảng B là mảng con của mảng A đúng không ạ? Các bạn thấy không? Đây, mảng B là mảng con của mảng A. Mảng B là mảng con của mảng A. Rồi, mình sẽ tiếp tục mình test thêm một cái tình huống nữa, mảng B nó không phải là mảng con của mảng A. Đây, mình sẽ nhập nè, 5 phần tử nha. 1 2 3 4 5. Rồi mảng B mình có là 4 phần tử. Nó sẽ là 1 3 5 7. Các bạn thấy không? 1 3 5 7 nó không thể là mảng con được. Các bạn nhìn thấy là nó không có cái chuỗi nào liên tục là 1 3 5 7 cả. Do đó mình sẽ xuất cái kết quả ra cho các bạn nhìn nha. Đây các bạn thấy nè, mảng B không là mảng con của mảng A. Như vậy chúng ta đã giải quyết xong cái bài tập, đó là kiểm tra xem một cái mảng nó có phải là mảng con của một cái mảng khác hay không. Các bạn hãy download lại cái source code của mình để trong cái phần mô tả và thực hiện lại cái bài tập này nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã theo dõi kênh của mình, theo dõi video clip của mình. Các bạn nhớ đăng ký kênh nha để tiếp tục theo dõi những cái chuỗi bài về lập trình C và những cái chuỗi bài về công nghệ thông tin. Mình có hướng dẫn rất là nhiều cái ngôn ngữ lập trình khác nhau cũng như là những cái môn học khác nhau liên quan tới ngành công nghệ thông tin. Các bạn hãy đăng ký kênh và chờ đợi những cái video clip tiếp theo của mình nhé. Cảm ơn các bạn. Chào tạm biệt.